Đấy, chào cả nhà nhé. Đấy, hôm nay mình lại anh em mình lại làm ăn cơm, mưa gió quá là không làm cái gì được thì lại làm cái đĩa bánh cuốn này. Bánh cuốn cả cái luôn. Đây là nước chấm đầu bếp Hải làm món nước chấm bánh cuốn và là thịt chó nấu riêng mẻ cái một nồi hết. Ăn nó dễ. Mâm bên kia nữa. Đặc trưng rồi. Đấy, đặc trưng. Mưa gió rét này anh em mình lại làm nó ăn nó lai dai cho sướng đời tao điền. Này cả nhà. Mỗi mâm mình mua 3 cân bánh cuốn cuốn có nhân đấy. Một đĩa siêu to khổng lồ đấy. Đấy, ăn thoải mái. Đầu bếp Hải đâu? Chào cái. Đầu bếp Hải là con lồi thịt chó rượu mặn đây. Úi dồi ôi, cái này ăn thì đỉnh lắm. Thịt chó nấu rượu mặn. Nào, mời anh em. Keng cái nhỉ. Đây đây. Keng đây. Cậu nhá, thằng ấy uống bia. Chén chú Tôn. Diện là chú nấu đấy, nhưng anh ngâm để lâu. Cú nhà học nó đám nó gì? Cái cảm thịt chó nó chưa mặn. Rượu khà trà chép. Ngon phải nào? Đây là thịt chó nấu riêng mẻ. Ngon. Thịt chó nấu rượu mặn. Đấy anh em mình cứ làm một tô này, nấu một nồi chặt cả xương rồi xiết ra. Ăn nó mới rời cái. Đấy. Mua nó ăn nó mới mát. Nga do sự. Cái này mình hai nửa chưa? Đấy. Mình tắt đi lại đi lại. Nó ngon. Đó. Cái hai lửa sắp mất. Gặm cả tay cầm gặm này. Phùng má chạy mắt này này, lấy đũa kia kìa này. Chó chặt cả xương này, nấu một nồi này phải lấy tay gặm. Nó mới ngon. Nhai. Ra ra đồ chuối. Sao? Móm còn. Móm. Đấy cả nhà, đây là bánh cuốn này, bánh cuốn hôm nay là mình vừa đi mua bánh cuốn trắng tay này ăn nó mới ngon này, cuốn nhân ở trong đây này. Và đây là thịt chó nấu chặt nấu một lồi đấy cả nhà này, ngon lắm, chặt cả xương rồi xếp để nấu đấy chứ không phải nọc biết cả, gọi là chó móc đấy. Con này nó tùy khéo nhỉ, ngon sao mày không ngon nó cầm này là ươm nhỉ. Ừ. Ừ. Thu xong rồi nó có chỗ ăn là thơm, nó thơm, nó thơm gà. Nó thơm gà hết. Gà nó hơ hơ qua, kiểu gì mà hơ qua thơm. Không qua thơm, nên nó lấy... Nó hơ thơm, nó lấy mùi. Nó thơm. Mùi hết, hơ thơm. Chó thu dơm ngon hết. Năm nay, không hình như không lấy được. Gà nó bóng. Ít. Nó nhanh, nó bóng. Về đây là... Lấy tay mà gặm, lấy đũa ăn nó uống nó mất ngon. Lấy tay nhón rất gặm rất. Đến giờ. Đấy đó. Chơi xỏ không? Nó tùy theo. Nấu một nồi này cả nhà bao món làm nửa con chó cứ thế là chặt ra. Nhưng bao riêng nấu riêng mẻ rất ngon. Ừ. Ô thế Hải rồi cái bánh cuốn này cái nhá nhỉ. Nhón cả tay đi cháu ơi. Bốc luôn. Đấy, bánh cuốn trắng tay cả nhà nhá. Quê mình nhá. Đấy. Mời cả nhà nhá. Đấy. Cầm gấp đôi đi cả. Gấp đôi ăn nó không mồm. Những cái gì à? Đấy. Chấm cái quả nước chấm này ngon này cả nhà. Nước chấm của anh đầu bếp Hải làm đấy. Nước chấm ủng rồ. Chùa cái dìm đất vào. Đấy. Bên trong cuốn nhân mộc nhĩ các kiểu ngon lắm. Úi giời ơi. Vào đây này. Sướng đời. Phải nó ngậy. Được rồi. Ngậy nó béo. Đấy. Ăn đi, thử xem nào. Đấy. Bánh cuốn trắng tay hành phi rắc lên chốc. Cầm cả con như thế gặm mới sướng. Đấy. Bên trong một trong một tí cái hành trứng hành nó cuốn vào. Một tí hành tươi này bên này trứng gà. Úi giời. Nếu mà được trứng gà nó. Đấy cả trứng gà luôn. Trứng gà nó ngậy lắm. Thật chứ mình có ba trắng ăn không? Đấy. Ngon không bác? Nó thơm không? Nó khác cái rồi mình bánh cuốn quế ngon. Đấy. Để tay chú Kiên ơi, tay cái này anh mà bảo cắt anh bảo thôi cứ để tất cả này. Bánh cuốn là quế là nhất chứ gì nó nào. Cái này là cái gì? Chân đúng không? Đủ. Ngon. Măng me là chơi cái này. Ngon. Ăn mạnh rồi nha, 3 cân đấy. Còn dưới gầm bàn vẫn còn bọc nữa cái này. Con này cũng giả. Dạ, nó thái thái
ăn uống kiểu Tây đúng không? Ăn uống kiểu hoang dã, xuyên toàn người nhà anh em xong rồi được bút gì vậy? Ngon. Cái món này hợp với băng mè rồi. Hợp với băng mè rồi. Ngon. Thích quá. Rồi, hết rồi, ngon rồi, bác hợp với bác. Ra ra nhỉ. Trên loại này cho ngon thật đấy. Người lao động đang đói ăn tự ăn nó ngon, chơi bời ăn cũng ngon. Rồi. Lượng xuống đói tiếp mà. Ăn mạnh vào thì chó còn một xong gọi là vào nửa con đéo. Một yến đó mà. Yến mà. Con này là con nhiên nhai. Rồi rơi cái đạn. Ồ lúc trưa thì bao nhiêu người bây giờ chẳng thấy đâu nhỉ. Bánh cuốn đặc sản. Có xong lại cuối em ăn nhầm rồi. Ngon ghê. Em có lấy Hoài hôm trước ra đấy chưa? Nào quán ăn chưa? Gặp nó rối rối thôi. Keng cái nào? Anh em keng cái cho mát mẻ thằng người nhỉ? Vẫn định ngã tư Quế nó quận nó bán ở góc đường. Ngay chỗ nào cho lại hết đi. Ngay chỗ ba đây em có này, ngay chỗ bắt đầu đến đường gì này. Ai da. Mình ngọt quá. Ui rồi cái đấy mà các bố không biết đường mà ăn. Sáng miếng sụn này. Đấy miếng chó nấu riềng mẻ nó sụn nó ngon. Ở quán nó cứ cắt miếng trứng kia. Nó cắt chéo, kiểu kiểu kia. Chéo cắt kiểu này. Không bánh tráng kia không cuộn ấy. Ăn phải bánh cuộn này mới được. Bánh cuộn là nó đỡ âm. Tiền nó bánh nó tráng bằng máy nó dối. Cuộn rất nhiều đĩa mà phải cắt. Cái đấy nó lại khác. Cơm đấy à? Cái đấy nó lại khác. Đây là bia của Hải đấy. Bia nhiều rượu chứ. Đây chị. Trong đây mà. Quanh cái chuyện thôi là tôi phải lấy cái tay ra đấy. Phải lấy tay nhón. Lấy tay nhón gặm ăn nó mới ngon, ăn nó mới ngon. Đấy, nó bụi bặm nó mới sướng. Đấy. Chó chặt cả miếng cả nhà đấy, anh em gặm nó ăn nó mới ngon. Làm nửa con cơ mà, ăn thoải mái. Đấy. Tuyệt vời, hãm với chú ơi. Tí hãm với thế này, mát mẻ thằng người đây. Keng 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 keng. Nhâm nhi thôi, hãm đi. Mấy anh ngâm được bao nhiêu, anh... còn cái chum kia còn mười mấy hai mươi năm. Trên bả, mới bê lên hôm xưa. Một món này vẫn đậm. Cứ một nồi này ăn là sướng nhất. Đậm một tí. Chả cho bớt lượng. Bớt muối gì. Hay là cái này có cái muối rồi. Có muối chứ. Tự nhiên mắm tôm. Nguyên mắm tôm mới là tiết. Mắm tôm nó mặn rồi chứ. Chứ nói là muối vẫn không mặn. Tôm. Ăn mạnh ngay. Cái mắm tôm mặn. Biến phải ăn cả nhà, bánh cuốn nhón tay nhá. Bánh cuốn cuộn tròn có nhân đấy. Loại đặc biệt đấy. Dìm. Mời cả nhà. Ngon. Sướng. Rượu nó vẫn đông người ngon nhỉ. Nhưng mà hai người uống ăn. Nó nóng nóng tham thõm luôn. Một mình thì đói hết nước này nửa cốc. Mãi nói chuyện đổ màu. Nước ăn cơm đi. Ăn đứa như thế không? Đấy mà. Đi đi. Cứ ăn cái đây này. Thằng Nga thằng gì thằng Trinh Ngoãn đợi năm ngoái làm cho nó tầm này. Sợ mất nó cũng mệt. Mình đi ăn mất chó không mất rồi nhỉ. Mà đang tầm ăn. Uống ít rồi ăn cho nó ngon. Cuốn là ngon. Cuốn thì nhất nè. Nè nó bán cân à, bao nhiêu cân? 20. Cân này. Để ăn rồi bỏ đấy. Ăn đi. Ăn vừa ăn xong. Đồ ăn đi. Tí nữa ăn. Vừa lòng nữa. Nấu. Nước này. Mình mà cứ bê gàng cứ xịt xịt nhỉ. Nhắm lên chú Kiên, ăn mạnh nó màu.
ăn bố bã này này. Chó tết vào mồm nhai, nhai cả dừa cả xương càng tốt. Chó cứ chặt cái miếng này ra cả nhà rất ngon. Nấu giả cầy riêng mẻ chứ cứ chặt cả xương luôn. Làm nửa con này về chung nhau ăn ốm mà. Tao phở là tiện mấy chiếc tầm. Em hỏng xấu á rồi. Hai hàm dính ấy. Không phải nó cái mà răng nó thưa là nhai là nó bị bó. Mình bó nó không nhưng gì được. Mình cắt gẽ cái răng hàm cuối. Ngon không? Miếng xương gần cái cạnh sườn nhai ngon thật. Đĩa cuốn to như cả nhà. Mình lấy cứ mỗi mầm 3 cân. Ăn ốm. Mai tầm này hết mưa đấy. Không nó báo cũng sợ là đúng mưa. Mưa gốc tạo ra một lúc đâu để em bé gái. Thế là phải hai nhân mưa kia nè. Thử miếng này nè. Thơm. Nhỏ luôn. Ăn cơm bao. Ăn cả nhà này ăn uống ở hoang dã bụi bặm người nhà vẫn cuốn này. Ngon tuyệt vời luôn. Mà đi ăn họa pha vẫn là cho mắm thì bọn nó pha nhạt lắm. Pha nhạt thế ăn được. Bình thường. Ớt không to. Ớt không to. Ông nào pha ăn thì tự đi pha thêm. Tất cả lâu ăn phải lâu nhạt. Còn ông nào ăn mặn phải cho thêm vào. Cái kiểu này như này một lớp quấn một lớp mỡ thế thôi nhỉ? Nó mới ngậy. Mộc nhĩ. Mộc nhĩ. Đầu bếp Hải là mà thịt chó là cầy chặt phải cứ phải như là lắm tay như bao diêm gặm ăn nó sướng. Đấy nhỉ. Hai miếng vẫn rời mồm chưa hết rồi. Vẫn được xem được 3.000 người. Ngon rồi. Ngon cả nhà. Đâu. Xin cái này chấm thử cái. Cái này. Chấm cái nước này hay á. Cái ông nào phải ăn được. Ông ý là cả nhà nấu đi tí mình chấm cái này tí. Chấm không có nấu lên cái mà ăn với bún càng ngon. Nhưng mà mua bánh cuốn rồi. Nhưng mà thử cái bánh cuốn. Chấm cuốn thì thế ngon ạ. Dơ ra. Tinh đấy. Thử bánh cuốn được. Bé ăn đi. Cân hợp đấy. Ăn đây này ăn thử thôi. Bệt. Bởi vì ăn được béo lên ngon. Wow. Sướng đẹp ngon. Cấm rồi em. Cô cũng được. Ôi dối. Đĩa bánh cuốn này rực rỡ quá. Nó thấy truyền thống mà. Chủ yếu nó béo về cái mộc nhĩ. Cái nước thắng mỡ mới lại. Nhà riêng tôi xưa cũng bán như này đây nhỉ? Có. Có. Bây giờ không bán. Cái này nhân này là giống cái nhân cái bánh ná đấy. Mộc nhĩ này sao? Mộc nhĩ hành nó sao? Mình nói là mộc nhĩ hành đúng của nó phải có thịt bằm nữa. Có thịt, có gì lấy vào. Trứng nữa đúng không? Thịt trứng. Thầy các cụ là có trứng. Ngậy nhất nếu mà có trứng gà là ngậy nhất nhỉ? Nhưng ở chợ thì. Ui, mà ngon. Không có đâu. Cái này ngay cái chỗ cái quán ăn tiết canh nòng lợn ngay cái chỗ ngã ba Vân Lâm này không bán. Tới chiều tối nó bán đầy mà. Còn không bán được không? Đông lắm. Không biết có con nó ngồi cửa mấy sát. Nó cứ để con cuốn đầy. Thế là mấy chị ăn nhà nó mắc luôn gì? Thịt gà thì bị mật nâu một nước. Múc đi thì thôi, đừng múc nước. Cần ăn quá ghê, bánh cuốn thái dối. Nhiều à? Nhiều sao đấy? Đúng không?
Kem ngay nhỉ, ăn cho nó để uống cho nó ngon. Mời cả nhà nhé. Ủa, biển cái này cái mấy muốn ăn, anh muốn chưa? À. Ôi, ngon à? Nó đang còn cái cục này ăn mạnh mà. Tính hồi mới mầm 3 cân cơ. Nhưng chưa thấy đông người thế, bây giờ đi đéo đâu hết. Chó bảo là đi mua thôi nhỉ. Ngon rồi. Ừ, ngon. Đồ ăn bếp Hải nó trong là nấu vừa vặn. Ăn ngon. Đều là thịt chó vậy. Mỗi mâm mà mua tính là 3 cân bánh cuốn là tại thấy nó ngon mới mua nhiều, còn bình thường không mua ăn sao hết rồi. Nhớ. Bánh cuốn này nó ngậy hơn. Nói chung kiểu gì kiểu nó đặc trưng dễ ăn hơn cái bánh cuốn thường. Nó là nạ miệng. Có đi bắn đi cần gì? Đi làm dạp đâu, đi Trung Quốc đâu gì? Vẫn làm dạp ấy thì không, giờ nào cũng không gặp. Chỗ này đi rồi gọi công ty. Dạp mới là hoan thôi. Thằng hoan là dạp là mốt nhất. Vừa rồi cắt hết cơn rồi. Hôm xưa đến nhà học mở thấy ao loà cháy hết, lọt loà. Ừ. Hoan à? Hoan. À hôm qua đi nhà thế thằng. Chắc là mở cốc công suất to quá. Chẳng biết tự nó cháy đây ngày nó cháy. Những ngày thôi đúng. Đầu tư. Họ đấy là đèo một. Nó đến ngày nó cháy. Em rẻ ra thằng bạn mà đấy làm mang nắm loa nhỉ, sáu của loa để cho đẹp thôi theo yêu cầu thanh niên bây giờ là theo từng bộ của dài nó nòng nọ quá hai ba cái bốn cái ba chiếc chặt nhà nước chấm to vuông vát trên nước chấm pha là sáu cái đấy. Gì mà thấy ngâm ăn uống sướng để ông Thuận mở từ bao giờ bây giờ vẫn bong 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 nấu nấu về trong tivi rồi tháng 15 nó đang đọc cái gì? Chưa. À, ừ đấy rồi. Bây giờ là bên nói là quảng cáo. Chắc mới là quảng cáo. Bảo suốt được. Giỏi đấy. Giỏi đấy nhỉ. Giỏi đấy. 3.000 là bên này là 3.000 gạch bồ à? Đấy. Cái gì? 3.000 gạch bồ à? 2. À, ừ đúng rồi, 2.000 rồi. Tức là 2.000, 3.000 đấy. À, cái hàng ấy gì? 2.000. Hết mà xin đẳng cấp thôi chứ này. Đồ này uống cái này nó hợp. Đi. Chưa đấy ông Hoàng nó hai ba bát không rót là nâng bát mình mà uống cảnh báo thôi đấy. Ông kêu bình thường. Nâng bát rượu này à? Bia rồi. Uống một hơi à? Không, một bữa mà cái này ông uống ba chén này là ông đứt đòn đấy. Rồi. Sao lại ra ông ní lại là vài chai viên non bia nữa. Đồ à. Ba chén này đầu hết được. Ba chén này là không ăn thì không phải xanh ngay, ăn là nó còn đỡ. Ừ. Uống càng uống được nhiều rượu càng ăn thì không bao giờ say. Thôi, mình cũng xin kết thúc video đấy nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip nhé. Thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ để xem kênh xem những video mới nhé. Mỗi lần xem cho Biển một like và chia sẻ cho Biển một lượt xem nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào các anh em ơi. Chào cả nhà nhé. À, mình chào cứ... đấy, đầu bếp Hải ấy. Đấy, mình cứ chia sẻ bữa cơm của anh em nhà mình đấy. Nó như thế. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip nhá.